trong khắp mọi miền đất nước và cả trên thế giới. Một yêu cầu, Tú Mạnh sẽ chơi một tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quý vị nghĩ sao? Tú Mạnh vừa có một cái chuỗi concert biểu diễn ở nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh, âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và một cái chương trình cho riêng mình với 9 tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên Dương Cầm Ru Đời. Và mình muốn được nhẹ nhàng ru cho tất cả quý vị bằng một tác phẩm Trịnh Công Sơn như theo yêu cầu của một vị khán giả rất đặc biệt của Tú Mạnh. Và mình có những tác phẩm là Hạ Trắng, Mưa Hồng, Nối Vòng Tay Lớn, Biển Nhớ. Không biết là mọi người nghĩ rằng là mình sẽ biểu diễn tác phẩm nào để mọi người có thể hòa với Tú Mạnh được. Hạ Trắng. Áo xưa dù nhầu cũng xinh bạc màu, gọi mãi tên nhau. Xin được mời tất cả quý vị đến với tác phẩm Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lần này chắc nhờ anh kỹ thuật viên ánh sáng có thể lại cho Mạnh xuống đèn thêm tí xíu nữa được không ạ? Cảm ơn anh.